khảo sát, phân tích tư liệu, đánh giá tư liệu, nhận thức tư liệu. Và nó có rất nhiều các tư liệu của cái phần này, rồi nó nhiều vô cùng tận, cô có thể sử dụng. Vấn đề là tùy mục đích của thầy cô. Ví dụ như toàn bộ cái thời kỳ, cái quá trình mà phương Tây xâm lược Đông Nam Á và các chính sách cai trị này, các thầy cô mua cái cuốn của thầy Lương Ninh, thầy Đỗ Thanh Bình và cô Trần Thị Vinh, lịch sử Đông Nam Á, thì đằng sau nó là có khoảng độ hàng trăm cái hiệp ước khác nhau. Hiệp ước về việc Singapore được người Anh giao cho người Anh năm 1819, 1824. Hiệp ước về Brunei được giao cho người Anh ra làm sao. Hiệp ước 1863 của Pháp rồi mình. Rồi Hắc Mang, rồi Paternot, rồi mình, mà tất cả cái này. Đây là những tư liệu rất là hay và rất là quan trọng. Rồi mà các thầy cô có thể sử dụng. Và là cái này chẳng có đoạn tư liệu rất nhỏ. Cái tư liệu này từ bây giờ nó sẽ quy định cái chức năng, cái quyền hạn của khâm sứ, trung kỳ, thống sứ, bắc kỳ, vân vân. Đây thì các hình dung cái hệ thống tổ chức, cách thức tổ chức. Đây là chính sách cai trị của chính quyền thực dân, một ví dụ cho thấy chính sách cai trị của chính quyền thực dân. Còn cái hiệp ước khác thì ước Pháp Cambodia năm 1884 chẳng hạn, ở trong 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 sách giáo khoa trong có đề cập đến đấy. Sau cái 1863 này thì đằng sau 1863 thì bắt đầu là Pháp đánh Việt Nam, nó củng cố nền cai trị ở Việt Nam, và lúc đấy mà khi Việt Nam nó ổn ổn rồi thì nó quay lại Pháp, quay lại với Campuchia. Và quá trình này được mô tả rất là kỹ ở trong trong sách của Tài Lương Ninh đấy, anh chị ơi xem. Ngay lúc nửa đêm là một đội lính Pháp nó tiến vào hoàng cung, nó dậm chân ở mâm, nó bảo nhà vua không ngủ nữa, người Pháp không có chờ đợi gì cả, nô đôm lưỡi đang ốm già cả rồi, nó xông vào. Nó xông vào tận cửa phòng ngủ của nhà vua Campuchia, nó xông đến, nó đưa cái bản hiệp ước 1884 cho nhà vua, cho phiên dịch và thư ký của nhà vua là một người Bồ Đào Nha. Ông này đọc lên, đọc qua cho nhà vua nghe và tâu trời hoàng và ông hoàng thượng, cái hiệp ước thế này là một hiệp ước, cái này không phải là một hiệp ước mà là một sự truất ngôi thưa hoàng thượng. Nhà vua đôn im lặng không nói gì, ký và đưa người Pháp và quay lại phòng ngủ của mình. Thế các bạn hình dung là cái quá trình, thì các thầy cô hình dung cái quá trình xâm lược cũng như chính sách của nó. Chuyện rất là hay, cách thức mà họ hoàn thành quá trình xâm lược, cái quyền lực, cái sự suy yếu của các nước ở Đông Nam Á này, và thái độ của giai cấp cầm quyền, sự bất lực của giai cấp cầm quyền ở Đông Nam Á. Dù ông chưa có nói với thầy cô là dù nói gì thì nói, dù dù có đánh giá thế nào thì đánh giá, toàn bộ quá trình cai trị và khai thác của người châu Âu ở Đông Nam Á, nó tạo ra một bước ngoặt của lịch sử Đông Nam Á. Nhưng mặt trái của nó thì chúng ta đều biết. Mặt trái, mặt tích, mà hạn chế của chúng ta đều biết. Tuy nhiên những cái điều mà thực dân mang đến cho Đông Nam Á là cực kỳ to lớn và là một cuộc cách mạng. Lần đầu tiên Đông Nam Á xuất hiện với tư cách là một khu vực sản xuất của thế giới. Trước kia nó đến đây, trước kia nó nổi tiếng vì một vài món hương liệu, một vài món gia vị, cái nơi mà người ta đi qua để đến Trung Quốc. Bây giờ nó sẽ xuất hiện với tư cách, dần dần nó sẽ lộ diện với tư cách là một khu vực. Mặc dù ban đầu nó hiện ra trong cái vỏ bọc là các vùng của phương Tây, cái vùng này thuộc Tây Ban Nha, vùng kia thuộc Anh, vùng kia thuộc Pháp, vùng kia thuộc Bồ Đào Nha. Nhưng dần dần nó đang hiện hình đến với tư cách là một chỉnh thể kinh tế và chỉnh thể chính trị. Nó sẽ lý giải vì sao đến cuối thời kỳ này cái cuộc xâm lược của người Nhật Bản ở Đông Nam Á và người phương Tây bỏ chạy, và người Mỹ và người Anh lập ra một cái bộ chỉ huy của đồng minh ở Đông Nam Á và trung tâm của nó đóng tại Sri Lanka. Với người Anh nó chưa mò, người Nhật Bản nó chưa mò lên lên qua Ấn Độ Dương được. Và đấy sẽ là cái cơ sở.
đấy sẽ là cái khung cho sự xuất hiện của Đông Nam Á với tư cách là một khu vực. Cái thứ hai này cực kỳ quan trọng là nó đưa Đông Nam Á vào quá trình hiện đại hóa. Hiện đại hóa là quá trình gì? Hiện đại hóa là quá trình phát triển kinh tế, chính trị và xã hội được mở đầu từ châu Âu ở thế kỷ thứ 18. Chúng ta có quá trình xây dựng các nhà nước hiện đại tam quyền phân lập, chúng ta có quá trình công nghiệp hóa, chúng ta có quá trình tách nhà nước ra khỏi nhà thờ và trường học. Tất cả những chuyện này, đô thị hóa vân vân ấy, tạo ra quá trình hiện đại hóa. Và người phương Tây thông qua quá trình xâm lược, cai trị, khai thác thuộc địa đã từng bước đưa Đông Nam Á vào quá trình hiện đại hóa. Không có quá trình hiện đại hóa thì sẽ không có Hồ Chí Minh, không có Võ Nguyên Giáp, không có Sukarno, không có Aung San, không có Lý Quang Diệu. Đó là điều chắc chắn. Không quá trình hiện đại hóa, không có cảng Nhà Rồng, không có trường Quốc học thì sẽ không có Huy Cận, không có Võ Nguyên Giáp, không có các trường trường Rangoon thì sẽ không có Aung San. Chị anh có thể cô hình dung những cái chuyển đổi của Đông Nam Á mà nhiều khi chúng ta đang nhìn đó rất là bi kịch từ góc độ của khai thác thực dân, đã nhìn nó rất là ảm đạm. Tuy nhiên có những tác động mang tính khách quan, có những cái sự chuyển dịch là cực kỳ quan trọng mà chúng ta không không nhận thức được nó, chúng ta sẽ không hiểu được giai đoạn lịch sử ở thời kỳ sau này. Cũng như có một cái chi tiết rất là lớn của lịch sử Đông Nam Á mà chúng ta bỏ qua bỏ quên, quá trình xâm lược của Nhật Bản ở Đông Nam Á. Không có quá trình xâm lược kéo dài 4-5 năm này của người Nhật ở Đông Nam Á thì quá trình giành độc lập dân tộc của Đông Nam Á là cực kỳ khó khăn. Lần đầu tiên trật tự thực dân ở Đông Nam Á bị thách thức và bị sụp đổ. Chưa từng có trong lịch sử Đông Nam Á từ năm 1511 cho đến 1940. Chưa bao giờ trật tự thực dân bị thách thức đến mức sụp đổ cả. Kể cả những lúc mà nó đánh những cái trận người người bản địa Đông Á đánh những cái trận lớn đến mức mà làm cho người quân Hà Lan lao đao, quân Pháp lao đao vân vân, thì chưa bao giờ có một thế lực nào đủ khả năng làm lung lay trật tự thực dân ở Đông Nam Á trong vòng 1511, 1940 là gần 400 năm. Chưa bao giờ có. Hơn 400 năm. Cho nên chỉ cần 3-4 năm này của người Nhật thôi là nó làm xáo trộn tất cả mọi thứ ở Đông Nam Á. Nó gây ra hỗn loạn. Và người Nhật làm gì ạ? À? Người Nhật thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc ở Đông Nam Á. Cực kỳ thú vị. Người Nhật muốn thúc đẩy dân tộc ở Đông Nam Á và lái nó theo gì? Đại Đông Á. Cho nên rất nhiều ông lợi dụng cái chuyện đó. Nhiều ông thì tin thật, nhưng nhiều ông thì lợi dụng người Nhật. Người Nhật thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc ở Đông Nam Á, chống lại phương Tây. Nhưng sau một hồi thì nó là quay lại nó chống Nhật. Vì nó phát hiện ra cái Đại Đông Á của Nhật chả khác gì Ấn Độ, Hà Lan, với chả khác gì British Burma, Myanmar thuộc Anh cả. Thậm chí là còn bị bóc lột nhiều hơn. Như cái nền cai trị của Nhật Bản trong vòng 3 năm, 4 năm đấy, nhờ có đó mà mới có phong trào. Nó như là một cái bước ngoặt, một cái xúc tác cái đổ thêm dầu vào cái phong trào phản ứng dân tộc của Đông Nam Á. Có lẽ mình có thể bây giờ nó sẽ các anh chị chưa dùng đến, nhưng mà hôm sau có những cái vấn đề liên quan đến chuyện này một lúc nào đó, hoặc là những câu chuyện chi tiết nào đó mà các anh chị sẽ phải phải dùng đến nó, phải hình dung đến nó. Các anh chị có thể thì nhớ một chuyện là cái cuộc xâm lược này, đặc biệt là sử Việt Nam này, thì đúng là Việt Nam thì các anh chị sẽ dạy kỹ cho sinh viên hơn, cho học sinh hơn. Thì anh chị có thể hình dung là cái cuộc xâm lược của Nhật Bản tạo ra Đông Nam Á, góp phần tạo ra Đông Nam Á hiện đại. Nếu không có nó thì sẽ không có cái quá trình này đâu. Đặc biệt là mấy cái cuộc khởi nghĩa đầu cách mấy cuộc cách mạng và cái việc tuyên bố độc lập ở những của những nước mà ngay vào trong tháng 8, tháng 9, tháng 10 đấy.
Bây giờ cái chuyện đấy sẽ liên quan đến cái phần khởi động của cái bài số 6 này. Sukarno. Sukarno là một sinh viên kỹ thuật ở trường Yogyakarta ở trên đảo Java của Indonesia. Trong cái phần giới thiệu về các đảng và các phong trào giải phóng dân tộc ở thời kỳ 20, 30, 40 này thì có đề cập đến mặt trận cái đảng dân tộc Indonesia, và cái đảng này do Suharto này dẫn dắt. Indonesia là một thế giới, nó rất khác với Việt Nam, rất khác với Thái, rất khác Myanmar. Chúng ta vẫn còn nhớ là khi mà người Hà Lan đến thì đấy là một thực thể của hàng trăm tiểu quốc khác nhau, hàng 17.000 hòn đảo khác nhau, không có một bản sắc, không tất cả mọi người, những người này chỉ nói tiếng Malay. Nhưng họ đánh nhau, họ xung đột với nhau, họ chỉ buôn bán với nhau, và nó quá xa và nó quá phức tạp. Chính cái điện tín của Indonesia, điện tín của Hà Lan, chính cái chính quyền máy bay, sân bay của người Hà Lan, thông tin liên lạc của người Hà Lan, sách vở của người Hà Lan, báo chí của người Hà Lan, một trung tâm chính trị duy nhất của người Hà Lan, Batavia, trên toàn bộ quần đảo này. Toàn bộ cái quá trình thuộc địa, quá trình xác lập này, các thiết chế này sẽ dần dần đặt vào trong đầu của người Indonesia, cái gọi là dân tộc Indonesia. Đảng Cộng sản Indonesia là một trong những đảng cộng sản đầu tiên trên thế giới, chỉ sau ở Nga thôi. Từ 1920 đã có rồi. Và đến 1926, 27 thì nó quyết định một cuộc chơi lớn, nó định khởi nghĩa trên toàn đảo Java và nó thất bại. Người Hà Lan đàn áp cực kỳ đẫm máu các phong trào theo khuynh hướng bạo động. Người Pháp cũng thế thôi. Chúng ta sẽ nói về cái cuộc với Yên Bái chẳng. Người Hà Lan là đàn áp cực kỳ dã man tất cả mọi thực dân này, đâu chỉ có Hà Lan. Và sau cái cuộc bạo động của Đảng Cộng sản đấy thì toàn bộ cái phong trào Cộng sản gần như là biến mất. Cho đến tận khi, nhưng sau nhanh giới thứ hai, kiểu Sukarno lên cầm quyền. Sukarno sẽ có thân, sẽ có xu thế, thân với Bắc Kinh, thân với Moscow và thân với lại các lực lượng Cộng sản. Cho nên CIA sẽ để ý ông này. CIA sẽ giật dây. Vì đây là cái lúc mà các anh chị hình dung là nó cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam nó đang leo thang, cho nên thằng Mỹ là nó rất sợ. Mỹ nó có nhìn thấy cái chỗ nào là bắt đầu có châm nghe, bắt đầu có ý tưởng cộng sản là nó sợ, nên nó phải xử lý, cho nên nó sẽ giật dây cho một cái ông đại tá đứng đầu cái trung đoàn bảo vệ cho phủ tổng thống này, thì ông ta là Suharto. Chúng ta sẽ làm một cuộc đảo chính, lật đổ cái chính quyền của Sukarno này. Vào năm 65, bắt giam ông này, ra vào bệnh viện, và ông này sẽ chết trong 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 cái nơi điều trị đấy, năm 1970. Ông này sau đó sẽ bị Nhật, bị Hà Lan cầm tù 29 đến 31, ông Sukarno này. Sau khi ông ra tù, ông ra tù buộc là phải quay trở lại tập hợp lại các lực lượng dân tộc chủ nghĩa. Chính vì thế mà cái đảng dân tộc Indonesia, các thầy cô hình dung nó giống như một cái mặt trận nhân dân của tất cả những người, người Hồi giáo, người Thiên Chúa giáo, người Malay, người Hoa, người tất cả dân tộc ra trong cái đấy, vì nó cực kỳ phức tạp và cực kỳ hỗn loạn. Thế rồi ông này, cũng như phần lớn các ông khác ở Đông Nam Á, Aung San vân vân, nó đi theo Nhật. Ông này sẽ tin vào Nhật Bản. Aung San sẽ đưa sang Nhật. Aung San sẽ lãnh tụ của phong trào giống ở Myanmar, sẽ đưa sang Nhật đào tạo. Ông này sẽ sang Nhật. Ông này sẽ được Nhật cam kết lập chính phủ cho quân đội vân vân. Nhưng mà khi Nhật hàng đồng minh năm 1945 ngày 15 tháng 8 thì ông này bắt đầu không thấy thằng Nhật nó nói đang gì cả. Nhật đã thua rồi, nó đầu hàng rồi mà không thấy Nhật. Ở Indonesia nó có bất kỳ một động thái nào cả. Thậm chí là quân của nó còn rất đông.
Quân của Nhật ở Indonesia là rất đông và cái thuộc địa. Cái quá trình Nhật nó cai trị Indo và Malaysia là cực kỳ khắc nghiệt. Việt Nam thì chủ yếu là nó cai trị thông qua tay người Pháp. Nhưng mà cái nền cai trị của Nhật ở Myanmar, ở Malaysia và ở Indonesia là cực kỳ khắc nghiệt, vì nó phải đánh nhau trực tiếp. Nó đánh nhau trực tiếp với quân Anh, quân Mỹ cả một cái giải đấy. Myanmar là nơi mà nó phải thông qua đó nó định đánh sang Ấn Độ và nó bảo vệ cái bán đảo Malay. Cái bán đảo Malay là nơi quân Nhật và quân Anh giành giật nhau từng tí một vì nó liên quan đến cao su và thiếc và sắt thép, những cái thứ mà nếu mà không có nó thì toàn bộ bộ máy chiến tranh của Nhật Bản kết thúc. Lý do vì sao mà Nhật vào đánh chân châu cảng, Mỹ cấm vận dầu lửa Nhật Bản, đấy là giọt nước làm tràn ly. Anh chị từ hình dung Mỹ cấm vận dầu lửa Nhật Bản và ngay lập tức nó sửa luôn, nó phải bắt vào đánh, nó phải mò vào Indonesia. Indonesia là giếng dầu của Đông Nam Á, nó giống như bằng mọi giá là Nhật, thằng Đức, Hitler nó phải nhảy vào cái Baku, nó phải nhảy vào cái Ukraine, nó phải nhảy vào cái Stalingrad, toàn bộ cái giải phía Nam đấy, nó có lý do của nó chết nó không phải nhảy vào đấy, lần về người đó là chiến lược nói chiến tranh. Cho nên quân Nhật nó vẫn còn rất đông. Thế nên cái ông Sukarno này, ông ấy dự định là cái hôm đấy, hôm hôm 17 này, tại sao lại vào 10 giờ sáng? Vì ông ấy dự định là cái hôm 17 này là phải tổ chức một meeting ở quảng trường lớn, rồi sau đó phải hô hào, phải 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 cờ hoa rực rỡ lên, sau mới tuyên bố độc lập cho nó ngon lành. Nhưng mà đến đến sáng hôm đấy, ông ấy cho người ra dò la thì thấy quân Nhật nó đứng đầy cái quảng trường trung tâm. Ông bảo cái này gay rồi. Cho nên là cái mấy cụ này mới chờ đến 10 giờ. Lý do của nó về nhà mình chờ đến 10 giờ. Chờ mãi không được thì quyết định đến 10 giờ ông ấy xông ra khỏi nhà mình. Nội các mọi người đứng long phong ở cổng một tí, đọc một cái bản tuyên bố ở trước cửa nhà mình. Rất ngắn gọn. Chúng tôi Indonesia tuyên bố độc lập, các vấn đề liên quan chính quyền thì sẽ được quyết định sau, ngắn nhất để cho hết ký ông Sukarno và Hatta. Hatta là một cái người bạn đồng chí và đồng thời cũng là một người của một cái phe khác đến từ hòn đảo khác. Sukarno và Hatta, cái hình dung được cái bối cảnh quyền lực của nó. Đọc xong là chu vào nhà hết. Đây là sự ra đời của Indonesia. Nó có lý do đó, vì sao nó lại ngắn gọn, nó đơn giản như thế. Và cái này nó liên quan đến tính chất của nền cai trị đúng thuộc địa nhất của xã hội. Bây giờ hôm trước là có nói với các anh chị rồi, là có mấy cái hình thức là thông sử này, chủ đề này, chuyên đề này. Thông sử là cái dễ dạy nhất, vì thông sử là liên quan đến trình tự diễn trình của các sự kiện, pha ngầm muốn làm gì, nước nào ra đời thế nào vào thế kỷ thứ 15, phát triển vào thế kỷ thứ 16, 17, đạt đỉnh cao lúc nào, suy yếu làm sao, biểu hiện kinh tế gì, xã hội vân thông sử. Chủ đề là các vấn đề lịch sử mang tính khái quát, chuyên đề là các vấn đề mang tính chuyên sâu, xuyên thời gian, xuyên thời đại. Thế thì điểm mới của các cái chủ đề Đông Nam Á thế nào? Nhưng hôm trước có nói với thầy cô thì cái chủ đề Đông Nam Á thì nó sẽ ngày càng quan trọng trong chương trình giảng dạy. Cái dung lượng cho lịch sử khu vực nó sẽ ngày càng tăng. Đây là xu thế tất yếu. Đương nhiên rồi. À, đặc biệt là bây giờ chúng ta có ASEAN, với cộng đồng ASEAN. Thi cử bây giờ chắc là tỷ lệ hàm lượng câu hỏi sẽ tăng lên. Bây chúng ta sẽ có ba cái chủ đề Đông Nam Á trong chương trình phổ thông. Một là chúng ta nói về văn minh Đông Nam Á, hai chúng ta nói về cái quá trình từ năm 1511 cho đến nay, nó gồm có xâm lược này, kháng chiến này, thực dân cai trị, xác lập cai trị và khai thác này, quá trình giải phóng dân tộc này, quá trình
Khắc phục hậu quả thực dân, hậu quả chiến tranh, xây dựng phát triển đất nước này, các con đường phát triển đất nước này, quá trình công nghiệp hóa này, vân vân. Và cái chủ đề thứ ba rất là học của lớp 12 ấy, là chính là chủ nghĩa khu vực và ASEAN. Các nước này nó định hình thế nào, từ bao giờ nó nhận thức cái bản sắc của một khu vực. ASEAN ra đời ra làm sao, và mới nhất là cộng đồng ASEAN, hiện trạng của nó thế nào, thách thức và các triển vọng của nó. Cho nên đối với việc phương pháp khi mà chúng ta dạy các cái chủ đề là chúng ta hoàn toàn mà chúng ta có thế mạnh, để vì chủ đề nó là vấn đề khái quát, và Đông Nam Á vì nó rất là đa dạng, nó rất là phức tạp, cho nên cái việc mà chúng ta có thể lập các bảng biểu, lập các sơ đồ chụp thời gian và cái số đồ và cái bản đồ này, cái lược đồ để cho học sinh tìm hiểu là nó có ưu thế đối với cái việc dạy các chủ đề, đặc biệt đến chủ đề mà nó đa dạng trên không gian địa lý. Bởi vì thông qua các lược đồ, thông qua các bản đồ đấy, học trò thì cô thể in ra thành A0, A1, A2 gì đấy, A4, A3 cho từng học trò, nếu mà làm việc cá nhân thì A3 chẳng hạn. Và cả cái tiến trình này học trò hoàn toàn có thể ghi chép thông tin ở trên cái bản đồ đấy. Ví dụ như là ở Philippines này, bối cảnh của nó trước khi bị thực dân phương Tây xâm lược này, đúng chưa, nó đang trong tình trạng của các bộ tộc, các tù trưởng này, rồi Hồi giáo thì bắt đầu tràn vào cái vùng phía Nam này, thì là quá trình nhà nước vân vân đấy, thì nhà nước thế rồi 1522 thì Mazalang đến đấy, rồi rồi xung đột, rồi mở đầu cho cái thời kỳ mà thực dân Tây Ban Nha đến này, cho đến năm đến giữa thế kỷ 17 16 là hoàn thành quá trình xâm lược này. Sau đó đến cái quá trình các cuộc kháng chiến, các cuộc đấu tranh chống xâm lược. Dạ. Cái đảo này đảo kia ở Luzon là thì học trò hoàn toàn có thể dùng cái lược đồ đó để ghi chép toàn bộ cái tiến trình, toàn bộ cái bài dạy, rất hay. Hoặc là các nhóm có thể chuẩn bị bài để thuyết trình, mang dán cái bản đồ đó lên trên chứ bạn. Thì để có thể các bạn hình dung lại là đấy là cách mà chúng ta dạy chủ đề. Chủ đề thì bao giờ nó cũng có một cái nội dung, một cái điểm khái quát, và từ những cái điểm khái quát ấy là bắt đầu chúng ta sẽ triển khai trên cơ sở các nước cụ thể, hoặc là chủ đề cách mạng tư sản chẳng hạn, phát triển như tư bản, các thầy cô có thể cho một loạt những cái tiêu chí, ví dụ như là lực lượng, rồi đối tượng, rồi lãnh đạo vân vân, và học trò nó sẽ phải lấy ví dụ minh họa tùy vào từng cuộc cách mạng Anh, cách mạng Pháp, rồi không câu ô nữa là nhận xét cái cuộc cách mạng này là sớm rồi muộn, rồi diễn ra dai dẳng, rồi nếu mà cấp độ cao nữa sẽ hỏi học trò lý giải tại sao cách mạng Hà Lan nó lại như thế, nó chia làm còn Bỉ, nó tách ra đúng không, Hà Lan nó mới thành một liên minh. Vùng đất thấp, cái vùng đất thấp bây giờ gồm cả một phần, gồm cả nước Bỉ, nước Hà Lan và một loạt các tỉnh Bắc Pháp, chứ không chỉ là vùng đất thấp là Hà Lan, Netherlands. Và các có hỏi tại sao thế? Bây giờ buổi buổi đầu thì nó chưa cố kết ở buổi đầu, lực lượng của nó dễ thỏa hiệp vân vân, rồi liên quan vấn đề tôn giáo, cách mạng này là vấn đề là tương tác giữa, nó vừa là cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp của tư sản vô sản với lại phong kiến, đặc biệt phong kiến Tây Ban Nha, nhưng đồng thời nó cũng là nó giải phóng dân tộc, nó kiểu kiểu thế, thì tức là từng cấp độ một, từng từng cái ô một nó sẽ phản ánh gì, cái cấp độ của quá trình nhận thức, và đến đâu thì tùy vào đối tượng học trò, các thầy cô có thể mở rộng cái ô đấy ra, từ diễn biến này cho đến đố vào đến cái chỗ mà phải nhận xét, đúng chưa, rồi lý giải được cái chuyện đó, thì nó đã bắt đầu là càng ngày nó càng phức tạp rồi. Thì đấy là cái cách để chúng ta có thể vừa dạy chủ đề tốt, nhưng vừa góp phần phân hóa học trò và hệ thống hóa kiến thức, rất đơn giản hơn. Hôm trước thì các thầy cô cũng có hỏi làm thế nào để phân biệt được các cái diễn trình này, thì nó rất là phức tạp, nó rất đa dạng, và gói lại trong một 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 vài cái luận điểm thì làm thế nào?
Cái quan trọng nhất là muốn cho học trò nó dễ hiểu và giáo viên dạy liền mạch ấy, thì các thầy cô phải đặt nó trong một tổng thể. Chừng nào mà học trò hôm trước nói với thầy cô rồi đấy, chừng nào học trò nó chưa hình dung ra toàn bộ cái bài này học cái gì, cái mục này giải quyết câu chuyện gì trong toàn bộ cái bài lớn đó, cái vấn đề đấu tranh giải phóng dân tộc của Đông Dương của Việt Nam là câu chuyện này nằm ở đâu trong phong trào giải phóng dân tộc của toàn Đông Nam Á chẳng hoặc là cái sự kiện tại sao mà ông Sukarno ông ấy nhảy ra khỏi nhà lúc 10 giờ sáng, ông đọc bản tuyên bố ngắn gọn có 2 câu 3 câu xong có chui vào nhà, nó phải đặt ở trong bối cảnh nào đó thì chừng đó học sinh học trò nó mới hiểu, nó mới hình dung ra được quân Nhật làm sao, quân đồng minh đang ở đâu, thế ông Sukarno này từ đâu mà ra. Phần lớn chúng ta làm cho giờ học nó buồn tẻ, nó phi logic, nó hỗn loạn và học trò nó buồn ngủ là vì nó không biết được cái sự kiện mà các thầy cô nói có ý nghĩa gì, gắn với cái gì, nó sẽ dẫn đến cái gì. Lịch sử nó là một chuỗi liền mạch, nên chừng nào mà chúng ta đặt nó trong một tổng quan, đặt nó trong một chuỗi sự kiện và phải có tính logic của nó, à hóa ra là như thế, thì chừng đó học trò nó sẽ hiểu và nó thấy thú vị. Nó chỉ thấy thú vị khi mà tất cả sự kiện này nó là một sâu chuỗi với nhau như một câu chuyện. Chúng ta đang kể toàn bộ Đông Nam Á này từ năm 1511 cho đến bây giờ như một câu chuyện. Câu chuyện về quá trình giành độc lập. Trong câu chuyện đó thì nó lại có nhiều câu chuyện nhỏ. Và vấn đề của giáo viên là phải kết nối, phải mắt xích nó lại với nhau. Quá trình này thì có rất nhiều các technique, các kỹ thuật mà mình có thể làm. Nhưng thầy cô phải giải thích. Giải thích là gì? Phân biệt giải thích với lại phân tích ạ. Giải thích là làm cho cái người nghe và hiểu rõ cái vấn đề mình đang muốn trình bày, và để hiểu rõ được thì phải cung cấp thêm thông tin, cung cấp thêm số liệu, phải chi tiết hóa, đó là giải thích, phải có được khung cảnh, thêm tư liệu chi tiết nó ra. Còn phân tích một vấn đề là các thầy cô mổ xẻ và chia cái đối tượng đấy ra thành nhiều bộ phận cấu thành và xem xét từng bộ phận cấu thành đó và mối quan hệ của nó trong cái tổng thể. Cho nên khi nào mà phân tích về lịch sử, cái ý nghĩa lịch sử cái mảng 8 chẳng hạn, ví dụ thế, thì bao giờ cũng có là gì? Ý nghĩa quốc tế, ý nghĩa dân tộc vân vân và vân vân, có nghĩa là gì ạ? Các cái khía cạnh trong một cái chỉnh thể của cách mạng. Cái này thì nó rất là phức tạp, cái này thì các thầy cô sẽ được tập huấn về về kiểm tra đúng không? Sang năng lực rồi kiểm tra đánh giá, thì cái này nó thầy cô là rất phức tạp, và kể cả các giảng viên đại học cũng nhiều khi cũng cũng lơ mơ ở chỗ này, vì thang Bloom nó có 6 bậc kiểm tra đánh giá, từ vận dụng thấp vận dụng cao rồi, nhưng mà khoa học xã hội thì nó rất đặc thù, bởi vì là học tự nhiên chúng ta có thể lấy ra một biến số, chúng ta bớt đi một biến số thì nó thành bài toán khác đi, và lấy ra một biến thì thành bài toán phức tạp hơn. Giờ ứng dụng vào thực tiễn thì đúng, ví dụ từ cái cầu cái đường mà tính ra cái hàm số thì đúng là phức tạp thật, đúng là vận dụng thật. Bây giờ khoa học xã hội vận dụng nó rất khác. Cái câu trong trong cái đề thi của chúng tôi làm cho sinh viên chứ, là phải có đủ các cấp vận dụng, và cái câu vận dụng cao nhất thì là câu dễ nhất. Ví dụ như là theo em thì văn minh La Mã còn lại cái thành tựu gì đến ngày nay, cái đấy trong tự nhiên là vận dụng cao nhất. Ví dụ, tôi tương đương với việc là gì nhỉ, từ cái bóng đèn này, dây cháy này, anh vẽ lại cái mạch điện rồi vẽ lại cái đồ thị đấy, kiểu như rất là vận dụng. Nhưng mà trong sau khoa học xã hội thì vận dụng trong thực tiễn nó lại như thế, phân tích giải thích trong khoa học xã hội nó mới là phức tạp. Mà thôi, người ta yêu cầu thế thì mình cứ thế thôi. Để cho thầy cô hình dung là cái việc các thang bậc đánh giá và các cái nhận thức trong khoa học xã hội rất là khác, đặc biệt khoa học lịch sử này, để các thầy cô hình dung ra cái vấn đề mà mình đang phải gặp phải. Ngoài ra có thể các thầy cô có thể dùng cái phiếu học tập theo khu vực, đúng chưa ạ? Trong câu hỏi ở trong sách thì vì nó quá ngắn, ồ chúng tôi phải giới hạn 2 trang một tiết. Cô hình dung chuyên đề, chủ đề. Chủ đề cho lớp cấp 3 cũng 2 trang và chuyên đề cho cấp 3 cũng 2 trang, 2 trang một tiết.
Thầy cô thấy viết sách giáo khoa nó vất vả thế nào? Cái phiếu học tập này có thể làm theo nước đúng không ạ? Malaysia thì cái nước nào xâm lược này, bối cảnh xâm lược thế nào, bối cảnh của quá trình xâm lược này, rồi quá trình cai trị, đặc điểm quá trình cai trị này, rồi hệ quả này, rồi quá trình giành lập dân tộc vân vân. Lý giải con đường giành lập của Malaysia kiểu thế, như thế chỉ có thể lấy các cái phiếu sau tập. Hoặc là mình có thể dùng các trục thời gian để ví dụ như là đặc biệt là cái phong trào chống dân tộc này, hoặc là phong trào xâm lược cũng thế, xâm lược cũng thế, xâm lược ở hải đảo chúng diễn ra vào từ năm 1511 cho đến cuối thế kỷ thứ 18. Cái mốc là năm 1799 lúc trước nói rồi, cái mốc mà VOC của Hà Lan bị giải thể và chính quyền Hà Lan trực tiếp cai trị Indonesia. Và cái mốc tiếp theo từ cuối thế kỷ thứ 18 cho đến giữa thế kỷ thứ 19 là cái mốc bắt đầu nó đẩy mạnh quá trình xâm lược vào nó lục địa. Từ giữa thế kỷ 19 cho đến 1890 chẳng hạn là quá trình kết thúc xâm lược. Thì đấy là chủ nghĩa đế quốc. Anh chị có thể rất là đa dạng hóa trong cái cách mà họ mà các anh chị có thể để cho trong phiếu rồi dùng bản đồ rồi dùng các timeline vân vân. Quá trình xây dựng đất nước cũng thế đúng không ạ? Nội dung xây dựng đất nước cũng có thể dùng phiếu hoặc có thể dùng cái trục thời gian. Hoặc là các anh chị cái bài này thì là rất là có ưu thế trong việc là cái bài thực hành sưu tập tư liệu đúng không? Rất nhiều các loại tư liệu hay về quá trình cải cách rồi quá trình chống xâm lược rồi tư liệu về các nhân vật lịch sử rồi các anh hùng rồi vân rất là nhiều nhiều chuyện hay. Ông San này là Sukarno, Hồ Chí Minh, Lý Quang Diệu, sưu tập tư liệu về quá trình xung đột sắc tộc ở Malaysia, ở Indonesia. Tư liệu về cái sự hỗn loạn của lịch sử Thái Lan từ năm 32 cho đến nay, tại sao mà Thái Lan nhiều cái đảo chính quân sự như thế, hoặc là kết nối lịch sử Việt Nam với lại lịch sử thế giới, lịch sử Đông Nam Á chẳng hạn. Thì chẳng hạn như là Hồ Chí Minh ở Thái Lan ra làm sao rồi. Bây giờ cái Thái Lan nó rất hay, hôm trước nói các chị là cái hệ quả của cái quá trình cải cách từ trên xuống. Cái cải cách của Thái Lan là cải cách mà chỗ hoàng gia ban ơn cho cái nước Thái, ban ơn cho dân Thái, thấy cái chỗ nào cần mở ra thì mở, cho nên hệ quả của nó là một cuộc cải cách từ trên xuống và chưa hoàn chỉnh, chưa triệt để. Nước Nhật nó sẽ khác, hôm trước thầy cô có hỏi nước Nhật nó sẽ rất rất khác. Một là tính chất cải cách, quy mô cải cách của Nhật lớn hơn Thái Lan rất nhiều, và hệ quả của nó là quy mô nền kinh tế của nó rất nhiều. Nếu ông Thái Lan này ông nửa vời, vai trò của nhà vua rất lớn, nhà vua và cái nhóm các hoàng tử, nhóm các bộ trưởng, nhóm hoàng tộc ấy, thì Nhật Bản nó tạo ra một hệ thống kinh tế tư bản theo kiểu nước phổ. Và hệ thống kinh tế quân sự theo kiểu nước phổ này sẽ giúp Nhật Bản cất cánh. Thái Lan là sự chèo chống của một gia đình. Thái Lan là sự chèo chống của một gia đình trước dòng thời đại. Nhật Bản nó sẽ biến thành gì? Một thế lực bởi vì một tầng lớp quân phiệt quy mô lớn có đầu óc và nó đưa nước Nhật trỗi dậy. Nhưng chưa dừng lại ở đó, chiến tranh tất cả những gì mà nó chuyển mình được, nó thay máu được là nhờ chiến tranh thế giới thứ hai. Ông Douglas MacArthur, ông Douglas MacArthur trong cái bài bài Nhật Bản ở lớp lớp 11 mà thầy Ninh viết ấy, có cái ảnh ảnh ông Douglas MacArthur với lại cái ảnh mà khi mà ông MacArthur này ông ấy sẽ trở thành cái người đứng đầu của cái ủy ban quân quản để
để tiếp nhận đầu hàng của Nhật. Tay toàn quyền tay Nhật Bản. Ông này sẽ tham vấn với lại các giáo sư đại học, tham vấn với lại các chính trị gia văn hỏi có nên xử lý ông Nhật Hoàng hay không. Thì mọi người bảo không nên xử lý ông Nhật Hoàng, để ông ấy ngồi đó. Thế là cái bức ảnh, một bức ảnh nổi tiếng nhất bắt đầu in báo trong cái thời kỳ của Mather này là gì ạ? À? Nhật Hoàng đứng chờ và bắt tay Mather. Nhật Hoàng là một nhân vật vĩ đại trong lịch sử Nhật Bản đến mức mà người ta không ai được gặp cả cho thời điểm đó. Ông Mather này bắt đầu kéo tay Nhật Hoàng đi khắp nước Nhật đi diễn thuyết. Và dân Nhật bắt đầu xếp hàng để xem cái gì? Nhật Hoàng có đi tè hay không? Dân Nhật xếp hàng xem Nhật Hoàng có đi tè hay không? Ông ta sẽ thay đổi nước Nhật. Ông ta sẽ làm cách mạng cải cách ruộng đất theo kiểu của phương Tây, trả tiền mua đất đất đai của địa chủ của ta đó gì phân phát cho nông dân. Ông ta cải cách giáo dục vân vân. Cho nên trong cái 10 người làm nên nước Nhật thì có Douglas Mather, quá trình dân chủ hóa Nhật Bản dưới bàn tay của ông này và bàn tay của người Mỹ. Còn nước Xiêm thì bắt đầu đi vào hỗn loạn từ năm 1932 và không có lối thoát. Nó bị kẹt giữa hoàng gia, tôn giáo và quân sự. Ba cái bọn này, ba cái trụ cột này nó gây hỗn loạn. Có hai cái tay quan trọng nhất mà các thầy cô có thể kể cho học trò nghe từ buổi đầu của Thái Lan này rất hay. Một là ông Phibun Sổng Kran. Phibun Sổng Kran là tay lùn tịt học pháo binh ở Pháp độc tài. Và thứ hai là Pidi Panomion là một tay học luật ở Pháp, phe dân chủ. Năm 1932, phe quân sự và phe dân chủ của Pidi Panomion lật đổ nhà vua Thái, buộc nhà vua phải chạy sang Indonesia. Lần trước đến đấy tôi đã qua cái chỗ, qua cái quán ăn mà nhà vua và hoàng gia Indonesia đến là Thái Lan đến đấy trú ngụ đấy rồi. Tại Thái Lan, ông Pidi Panomion trở thành thủ tướng, nhưng bắt đầu đánh nhau và phe quân sự của Phibun Sổng Kran bắt đầu nổi lên. Phibun Sổng Kran sẽ theo Nhật Bản, là lý do vì sao trong cái tranh thế giới thứ hai Nhật Bản sẽ thống trị Thái Lan và Thái Lan sẽ đi theo phe của Nhật. Nhưng sau đó đến năm 44 thì ông Pidi Panomion lại quay trở lại được Mỹ ủng hộ. Cho nên là 1945 46 là cái chính quyền dân chủ Thái Lan là ủng hộ miền Bắc Việt Nam, ủng hộ cụ Hồ. Đó là lý do vì sao năm 1946 ông Trần Văn Dầu sẽ sang Bangkok. Ông Trần Văn Dầu sang Bangkok với tư cách là đại diện ngoại giao của Việt Nam ở đó. Myanmar cũng thế, ông Aung San ông ấy sẽ ủng hộ chính quyền miền Bắc Việt Nam. Cho nên phần lớn các phái đoàn ngoại giao của mình sau này là đi qua Myanmar, sau đó bay sang Ấn Độ và bay sang bên châu Âu là đều đi qua cửa này. Cha của đại sứ Phạm Xanh Châu, cái cụ mà rất nổi tiếng về UNESCO văn hóa đấy, đại sứ Phạm Xanh Châu thì cô xem là làm đại sứ Việt Nam ở Myanmar, hình như là cụ Châu này là sinh ra ở Myanmar hay sao ấy. Đấy, cái gì rồi nó có những kết nối câu chuyện này. Chúng ta có thể có rất nhiều các trò chơi nhận diện lịch sử vân vân về cái này. Đây là điều mà cái vùng này thì vì nó có rất nhiều dữ liệu, nó có rất nhiều các hình ảnh nhân vật lịch sử sự kiện rất là thú vị. Đây là quốc gia nào, chẳng hạn năm 1893 cách mạng tháng 12 1893 thì là mốc mà có một người Pháp đánh nhau với người Thái là sự kiện Bắc Nam chưa nói rồi ạ. Pháp vây Bangkok chia lòng Đại Bác ở trong hoàng cung, đòi người Pháp, đòi người người Xiêm là phải giao Lào cho Pháp. Cách mạng tháng 12 rồi. Và hình ảnh của cái ông này chẳng hạn. Ông này tên ông ta là Suphanuvong, Suphanuvong hoàng thân. Ông này là hoàng tử của Lào. Được người Pháp cho sang Sài Gòn học, sang về Hà Nội học. Sau khi học xong cấp 3, phần lớn các quan chức và phần lớn giới quý tộc, vì chỉ có Hà Nội và Sài Gòn là nó có hai cái trường từ trung tâm trước khi mà nó mở Phnom Penh,
Cho nên là các quan chức rồi con em của giới quý tộc từ Phnom Penh, từ Campuchia, từ Lào là phải sang Hà Nội du học. Hôm sau ông Cai Sòn Phô Mỹ Hận cũng thế, ông Cai Sòn Phô Mỹ Hận cũng học ở Hà Nội. Kêu Sư Phan Đu Vông này học xong ở Hà Nội thì sang Pháp học cầu đường. Sang học cầu đường xong thì ông ta về Nha Trang. Ông ta được người Pháp cử về Nha Trang để phụ trách cái hoạt động về về xây dựng cầu đường. Cho nên là một loạt những cái đập thủy điện ở cái miền Trung Việt Nam thì người Pháp xây là có bàn tay, bây giờ chúng ta vẫn dùng ấy, là có bàn tay của Suphan Đu Vong này. Khi mà ông này vừa mới đặt chân đến Nha Trang, hành động đầu tiên của ông này là vào khách sạn, thuê khách sạn đẹp nhất, to đẹp nhất ở ở Nha Trang, thì vào gặp ngay một cái bà là con chủ khách sạn, hoa khôi của Trung Kỳ, con chủ khách sạn, ông Bảo Đại lấy hoa khôi Nam Kỳ, bà Nam Phương. Thì ông này gặp ngay cái bà hoa khôi Trung Kỳ, bà Kỳ Nam, chủ khách sạn đứng sau cái quầy lễ tân. Và 6 tháng sau thì bà Kỳ Nam trở thành vợ của ông Su Phan Nu Vong này. Bà này sẽ theo cụ này vào tù ra tội rồi, lên chiến khu rồi về nước Lào rồi. Và bà này sẽ sinh cho cụ này 10 người con. Rất là hay, rất là thú vị. Để các chị hình dung gì ạ? À, cái Liên bang Đông Dương của Đảng Cộng sản Đông Dương và Liên minh Việt Miên Lào, Liên Việt rồi vân vân, nó không chỉ là các câu chuyện gì nhỉ, của nhà nước, của quân đội, của chính thể, mà nó là gì, của từng cá nhân một. Đây, cái liên minh chiến đấu rồi quan hệ quân sự, quan hệ kinh tế, quan hệ chính trị, nó văn hóa nó là như thế, nó chặt chẽ với nhau thế. Nó lý giải vì sao cái diễn trình lịch sử, cái mối duyên nợ lịch sử của Đông Dương nó là như thế. Hoặc là ô chữ chẳng hạn, ví dụ như là năm 1919 này, đúng như rồi là cái năm mà cái hiệp ước đầu tiên, hiệp đầu tiên của Anh để ký với Sultan để lấy cái Singapore này. Singapore là tên mà cách mà người 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 phương Tây đọc cái từ Singapura. Trong tiếng từ tiếng Phạn thì Singa là sư tử, Singha là sư tử, Pura là thành phố. Singapore là thành phố sư tử, đó là lý do vì sao chúng ta gọi là bây giờ là Singapore là đảo quốc sư tử đấy ạ. Tại sao gọi là Singapore? Vì bây giờ các chị đến cái vịnh Marina Bay của nó thì nó có một cái hình cái con sư tử đang 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 nhả nước ra, một cái thân của nó là con cá. Cái này là bắt đầu từ câu chuyện vào thế kỷ 13, khi một hoàng tử Malay bỏ trốn để lập ra một nhà nước mới, thì giống như là Lý Công Uẩn nhà mình nhìn thấy con rồng, thì cụ này nhìn thấy cái con sư tử mình cá này đang bơi lặn ở ngoài kia, thấy cụ đã đặt cái tên cái nước của mình là Singapura. Singapura bây giờ thì nó biến thành Singapore. Cái họ Lý này cũng rất là hay, các anh chị hỏi cái dòng họ nào mà có người thì là sẽ đứng đầu của cả Đài Loan này, Việt Nam này, Triều Tiên này, Singapore này, một loạt các nước này đều từng được ca trị bởi người họ Lý chứ ạ. Bây giờ xin phép thầy cô nghỉ khoảng độ mấy giờ chị Thu ơi, bé chắc là khoảng đầu đến đến 9 giờ 15 nhé, 9 giờ 15 ta sẽ nghỉ đến 9 rưỡi. Bây giờ cái này cô có nghe được không ạ? Dạ vẫn À, nghe thầy ạ. À, vâng. vẫn nghe được thầy Liêm ơi, vẫn nghe được mà. Vâng. Bây giờ thì trước thì anh chị cũng có hỏi một chút về các cái chi tiết thú vị liên quan này để làm sao khắc sâu được kiến thức cho học trò. Thực ra toàn bộ cái diễn trình lịch sử đây thì cái thời kỳ nào, giai đoạn nào và nước nào nó cũng có những câu chuyện rất là hay. Như cái chưa đọc cái ông Rama năm này, ông này là cái ông mà ông tìm cách để hòa nhập với thế giới châu Âu. Khi mà ông đây đã ở, khi từ khi mà ông này còn đang ở Thái Lan ấy, là ông này đã tìm cách để sang Java, sang Batavia. Batavia là cái trung tâm chính trị của người Hà Lan ở Indo trên đảo Java, bây giờ nó nằm bên cạnh Jakarta.
Ông này sẽ sang Nga, ông này sang Anh, cho nên cái ảnh trong sách giáo khoa là ông này gặp nước Anh và gặp nữ hoàng Anh Victoria. Ông này sẽ sang Nga và sẽ làm thân và chơi rất thân với Nga hoàng Nikolai II. Cho ông này sẽ gọi vua Nikolai II là anh. Khi mà Nga hoàng Nikolai Anh mà sang Singapore là ông này bằng mọi giá là cưới em trai của mình là hoàng thân Dam Rông. Bằng mọi giá là đến Singapore bê cái ông Nikolai II này về Bangkok và đón tiếp cực kỳ trọng thị. Đấy là cách mà ông ta sẽ đưa nước Thái, tìm cách gì nhỉ, sánh ngang hàng với các vương triều đương thời, đặc biệt là chủ yếu là châu Âu. Cho nên bây giờ nó là một cái bảng huy hiệu những cái hoàng gia ở châu Âu đầu thế kỷ 20 thì có cái ảnh của ông Nicolas II này mà tròn ở trong vua của Anh, vua của Pháp, rồi vua của Nga, rồi trong một chuỗi đấy. Cái ông Lý Quang Diệu này cũng rất đặc biệt. Toàn bộ lịch sử Singapore hiện đại có hai ông phải biết, mà ông Thomas Raffles. Raffles là cái ông mà đứng hiên ngang cái tượng màu trắng trắng người Tây đứng hiên ngang ở, quảng trường ở đường phố của Singapore đấy, là cái tay mà sẽ một mình ông ấy ký hiệp ước với lại người Malay, cái Sultan Malay này, để lấy được cái Singapore về cho người Anh, biến Singapore thành thuộc địa trực trị, biến Singapore thành hải cảng, vì nó từng bước mà muốn đặt chân sang Trung Quốc. Cho nên Singapore chính là cái bước đầu tiên, sau khi nó chiếm Ấn Độ rồi thì nó đặt một chân vào Đông Nam Á và phương Đông. Cái chân tiếp theo của nó chính là Hồng Kông. Cho nên khi thằng Pháp nhìn thấy Singapore, Pháp nhìn thấy Hồng Kông là Pháp cuống lên rồi, vì biết ngay là Singapore đang chuẩn bị để nó tràn vào Trung Quốc, và cho nó thằng Anh nó chuẩn bị nó tràn vào Trung Quốc. Ông Lý Quang Diệu này sinh ra trong một gia đình người Hoa. Ông ta sẽ sang Anh học trường Cambridge, học luật ở trường Cambridge. Ông ta quay trở về, ông ta thực hành luật. Và sau đó khi mà Singapore bắt đầu cái quá trình giành độc lập thì ông ta đứng đầu một cái đảng chính trị ở Singapore. Cái đảng này đấu tranh cho độc lập của Singapore, nhưng mà trong một cái bối cảnh cực kỳ đặc biệt ở trên phía Bắc này là nước Malaysia. Chúng ta phải hình dung khi một quốc gia dân tộc ra đời thì cái hạt nhân của quốc gia đó là chủ nghĩa dân tộc. Chủ nghĩa dân tộc là một hệ tư tưởng mà nó rất là mạnh, nó rất là khủng khiếp. Dân tộc nó cuốn con người ta theo và dân tộc nó nhìn cái nước xung quanh như kẻ thù, dân tộc nó nhìn nhìn đối thủ, dân tộc nó nhìn như nước nhỏ hơn cạnh tranh với nhau. Cho nên chiến tranh ở châu Âu từ thế kỷ 16 đến thế kỷ thứ 17, 18 là chiến tranh vì tôn giáo. Nhưng chiến tranh ở châu Âu từ thế kỷ 18 đến năm 1870 là chiến tranh vì dân tộc. Chiến tranh ở châu Âu từ thế kỷ 18 đến 1870 là chiến tranh do dân tộc gây ra. Vì từ cái bản đồ của châu Âu phong kiến nó tỏi ra các quốc gia dân tộc nước Anh, nước Pháp, nước Đức, nước Bỉ, nước Hà Lan, nước Áo, Ottoman. Cho nên ngày hôm qua nó đang là các triều đình phong kiến. Bây giờ nó phải có là quốc gia, nó có đường biên, rồi nó có không gian sinh tồn, nó đánh nhau. Còn chiến tranh từ năm 1870 đến 1945 là chiến tranh đế quốc. Các anh chỉ dùng toàn bộ lịch sử châu Âu nó chỉ có mấy chuyện thôi ạ. 16, 17, mình rồi 18, đó là chiến tranh tôn giáo, cải cách tôn giáo, tình tôn giáo biểu tượng từ 18 đến 1870 dân tộc, 1870 đến 1890 đến 1945 vấn đề về đế chế đế quốc. Thì trong cái bối cảnh mà dân tộc Malaysia và dân tộc Indonesia nó đang hùng hổ, nó đang mạnh như thế, nó đang hỗn loạn như thế, các anh chị thử tưởng tượng, anh chị làm thủ tướng của cái nước Singapore 670 cây số vuông, làm lọt thỏm giữa hai cái nước này, phía Bắc là Malaysia, phía Nam là Indonesia, dân số của nó, diện tích của nó gấp hàng trăm lần của mình,
nó đang hùng khí thế người Malay vĩ đại như thế. Mình là một ốc đảo người Hán, người Trung Quốc. Việc đầu tiên chúng ta làm, ngay đến bây giờ Singapore vẫn không tự túc được nước ngọt. Nước ngọt, nước đóng chai của Singapore, Lavi của Singapore là nhập khẩu từ Malaysia. Nhưng chưa nói là những đồ khác. Cho nên ông ta buộc phải đưa nước của mình vào liên bang Malaysia. Cái Malaysia nó là cái gì? Ở lòng bằng nữa Malaysia. Đây ạ. Bây giờ khi mà người Anh nó rút đi thì một loạt các thực thể này nó sẽ tạo ra Malaysia. Anh chị nhớ là lúc ngày xưa nó có ba Malaysia, là nó thuộc Anh này, nó có ba cái chế độ, ba cái loại hình. Cái màu đỏ này là cái nơi mà người Anh trực tiếp cai trị. Cái màu vàng này là cái tiểu quốc. Người Anh giáng trị nhưng lại thành lập thành cái liên bang Malay. Và trung tâm của cái liên bang Malay này thì đặt ở Kuala Lumpur. Còn cái bọn màu xanh này, Kedak này, Kelantan này, Terengganu này, nó chả liên quan đến Kuala Lumpur. Mà cái bọn này là các tiểu quốc thần phục nước Anh. Bây giờ khi mà giành được độc lập thì toàn bộ cái chỗ này giành độc lập mà nó gọi là liên bang Malaya, từ Singapore ra cái chỗ này ở liên bang Malaya, hôm sau nó sẽ mời cả Singapore là số 2, nó mời cái vùng Sabah là số 3, Sarawak là số 4, Brunei là số 5. Đây là Brunei, đã tí chỗ này thôi. Năm cái vùng này với nhau thì mới được gọi là Malaysia. Có thể có người dùng cả. Nhưng Brunei rút ra. Brunei là bỏ cuộc không tham gia vào cái liên bang Malaysia này. Singapore sẽ tham dự với nó từ năm 63 cho năm 65. Thì Singapore cũng bỏ chạy rút ra. Còn lại cái chỗ này mới gồm nó. Gồm có Malay ở chỗ này, Sabah, Sarawak ở đảo Borneo này thì gọi là liên bang Malaysia. Đây một chi tiết mà thầy cô để kể cho học trò để các bạn hình dung về về cái sự phức tạp của cái quá trình giành độc lập của Đông Nam Á thôi, mà nó là hệ quả của thực dân. Bây giờ cái gỗ tách này cũng là thú vị. Đây, đây, chưa nói với thầy cô rồi đấy. Cái loại gỗ mà trong kỷ nguyên đóng thuyền thì tình cờ nó lại xuất hiện ở Đông Nam Á. Thiên đường của nó ở đây. Cái loại gỗ mà thả xuống nước thì không bao giờ bị ăn mòn bởi nước biển. Con pốt này là một ví dụ khác. Con pốt là một ví dụ khác. Con pốt được kết nạp đảng tại Pháp, tại Paris. Paris. Và như có cái ảnh ở đây dưới này. Đây. Đây là cái ảnh Pol Pot gặp Mao. Trong vòng mấy chục năm thì người ta không biết Pol Pot là người đứng đầu. Ieng Sary mới là người đứng đầu. Khi mà đi ra ngoài, khi mà làm việc với báo chí, khi mà tiếp quan khách, kể cả sang gặp Mao vào lúc này, không ai biết Pol Pot được gọi là anh cả, brother number one. Ieng Sary lúc nào cũng được đưa ra là người đứng đầu, nhưng cuối cùng đây mới là anh cả Pol Pot này. Anh này lớn lên ở bên đường Phnom Penh, sang Pháp học, kết nạp đảng ở Pháp, và sau đó ông ta trở về, tuổi thơ của ông ta gắn với lại cái bảo tàng lịch sử Phnom Penh, và ông ta bị ám ảnh bởi cái đế chế Angkor.
Thì chị em coi là đế chế trồng lúa mà trở nên vĩ đại, ông ta sẽ làm y nguyên như thế. Ông ta sẽ học Mao Trạch Đông, công sáng nông thôn, kết hợp với đế chế Angkor, kết hợp với trồng lúa. Cho nên trong vòng 72 giờ, 72 giờ sau khi chiếm được thành phố Phnom Penh, ông ta xóa bỏ tất cả tiền bạc, trường học, đô thị, nhà máy nước, thư viện, đại học, bệnh viện, dẹp hết tất cả những gì thuộc thành thị, ta bỏ hết tất cả những gì thuộc về nền kinh tế hàng hóa, ta bỏ hết, bắt tất cả dân về nông thôn và để trồng lúa trong công xã nông thôn. Đây là một nhân vật lịch sử rất là có nhiều chi tiết, rất rất nhiều chuyện, và đồng thời nó cũng có rất nhiều cái hệ quả từ lịch sử. Bây giờ chúng ta sẽ xin nghỉ khoảng độ đến 7:30 đâu ạ. Và cô Thu yên tâm là sẽ giữ nguyên thời gian cho cô, vì là vẫn còn sức chiến đấu, đều là nói giọng bây giờ sẽ bớt hào sảng hơn một chút thôi, là vẫn làm tốt. Rồi, hẹn các thầy cô lúc 7:30, lúc 9:30 nha.